xin chào các bạn. Ngày hôm nay mình đưa các bạn đi tham quan một khu vực bán chuyên gian hồ điệp Bản Địa Lan, Đà Lạt. Đây là một trong những khu vực lớn nhất của thành phố Hà Nội. Chúng ta tham khảo giá một chút. Một chậu lan này có giá 1,2 triệu. Cửa hàng rất là hoành tráng, trải dài 30 mét, vô cùng ấn tượng. Và chúng ta cùng chiêm ngưỡng tác phẩm trị giá 94 triệu ạ. Vâng, chậu này gồm có 294 cành. Và tiếp theo chúng ta đến với cả một chậu gồm có 91 cành, trị giá 27.250.000. Đi đi bố, không sợ, không sợ, đi bố bố ra. Chậu này có giá là 43 triệu, gồm có 103 cành. Thật sự là một chậu rất là lớn. Bây giờ chúng ta đến cả một số cây, vâng, một số chậu tầm trung ở trong khu vực này có giá từ 6 triệu cho đến 8 triệu. Ví dụ như chậu này có giá là 9,7 triệu, gồm có 36 cây. Chậu này 6,2 triệu ạ, 5,8 triệu, 3,6 triệu, vâng, rất nhiều các chậu to nhỏ lớn bé khác nhau. Vâng, vô cùng sặc sỡ, tuyệt vời. Đứng ở khu vực này chúng ta như lạc vào một khu rừng. Vâng, 70 triệu một cái chậu lớn này. Vâng. 38 triệu. Một chậu hoa cực lớn trị giá 67 triệu, 58 triệu ạ. Vâng, cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi video của mình. Hẹn các bạn trong video clip tiếp theo.